ngày 13 tháng 11, Bệnh viện Quốc tế Vinh, Nghệ An, cho biết, bệnh viện này vừa đỡ đẻ thành công cho một ca hy hữu khi sản phụ mang thai một bé trai cùng một khối u lớn. Tuy nhiên, các bác sĩ đã đỡ đẻ thành công cho sản phụ và bóc tách khối u an toàn. Người nhà sản phụ hờ tờ hờ, 42 tuổi, chú thị trấn Quỳ Hợp, Nghệ An, cho biết, sau 18 năm đẻ được đứa con gái, chị H. Tuy nhiên niềm vui chưa trọn thì nỗi lo lại ập đến với chị H, vui mừng khi biết tin mình đang mang thai. Khi các bác sĩ cho biết cùng thai nhi còn có một khối u xơ tử cung lớn, nhiều lần bị đe dọa đẻ non phải nhập viện để dưỡng thai và điều trị. Quá trình mang thai, chị H là trường hợp cần cẩn trọng nên cần được chăm sóc, theo dõi và quản lý thai kỳ chặt chẽ từ những tuần đầu tiên. Đến tuần 34, các bác sĩ đã tiêm trưởng thành phổi cho bé và dự trù tất cả các phương án có thể xảy ra. Đến tuần 39, ca mổ lấy thai đã tiến hành thành công, bé trai nặng 2,9kg được chào đời. Quá trình bóc u xơ bảo toàn được tử cung, sản phụ hoàn toàn khỏe mạnh sau mổ. Bị Nguyễn Văn Hải, khoa sản, Bệnh viện Quốc tế Vinh, chia sẻ. Nằm trên giường bệnh, chị H xúc động, để giữ được bé đến ngày hôm nay và sinh con ra khỏe mạnh đối với tôi và gia đình thực sự là một điều kỳ diệu. Tôi rất cảm ơn các bác sĩ đã quan tâm chăm sóc cho mẹ con tôi. Theo bác sĩ Hải, u xơ tử cung là loại u lành tính thường gặp ở phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ. Đặc biệt ở những phụ nữ lớn tuổi mới có thai hay những người có thai lần 2 trở lên. Khi mang thai, khối u xơ phát triển nhanh có thể gây ra các biến chứng trong thai kỳ như đau bụng âm ỉ hoặc đau nhẹ, xuất huyết nhẹ, gây sảy thai, thai lưu hoặc gây sinh non, dễ làm cho ngồi thai bất thường. Rau bám ở vị trí bất thường, nếu các khối u nằm ở vị trí thấp có thể cản trở bé chào đời. Đồng thời, do máu nuôi thai phải chia một phần nuôi khối u xơ khiến bé sinh ra bị nhẹ cân hoặc suy dinh dưỡng, bác sĩ Hải chia sẻ thêm.